chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, sự thật chưa từng có về tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Biết được mệnh trời, trúng số liên tiếp, trả sạch nợ nần, giàu sang có tiếng, trở mình đổi kiếp đại gia. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Tân Sửu sinh 1961 thân mến, mới đây nhất, thầy Tử Vi tiết lộ rằng, đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 sắp tới, người tuổi Tân Sửu sinh 1961 là con giáp khổ tận cam lai, trước đây càng khó khăn, vất vả bao nhiêu, thì trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 này trở đi càng sung túc và giàu có bấy nhiêu. Nếu nắm bắt được thời cơ, thì chắc chắn bản mệnh sẽ trở thành con giáp vừa giàu có, lại nhàn hạ trăm bề. Phúc đức đầy tay, tiền bạc đầy nhà, mà khổ cực đều tan biến, nhường chỗ cho sự an yên, nhiều tiền và viên mãn. Để biết được vận trình cụ thể trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Tân Sửu sẽ diễn ra như thế nào, vận may từng ngày là gì, bản mệnh cần phải làm gì để mà nắm bắt được cơ may trời ban và tránh xa xui xẻo đeo bám bằng cách nào, thì ngay bây giờ xin mời quý khán giả hãy cùng với kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Trong số 12 con giáp, tuổi Sửu tức con trâu là con giáp đứng ở vị trí thứ hai. Theo quan niệm của Tử Vi phương Đông, những người sinh ra trong năm Tân Sửu thường có tính cách mạnh mẽ, kiên định, không ngại khó khăn và gian khổ, luôn nỗ lực và chịu khó để đạt được thành công. Họ cũng là những con người hướng nội, không thích khoa trương, dù tài giỏi hay giàu có đến đâu, họ cũng ứng xử rất khiêm nhường. Tân Sửu là người có tính cách bình tĩnh, cẩn trọng, người cầm tinh con trâu không bao giờ hoảng loạn khi đối mặt với khó khăn. Họ không dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường hay suy nghĩ của người khác, luôn giữ vững tinh thần kiên trì làm đến bước cuối cùng. Trước khi quyết định hay hành động, họ sớm đã suy nghĩ kỹ càng và chuẩn bị đầy đủ, vì thế, khi đã thực hiện là sẽ thường đạt được thành công. Tuy nhiên, tính cách cố chấp thích thể hiện bản thân, đam mê sự nghiệp lại có nghị lực phi thường, nên Tân Sửu không hợp làm những công việc lặng lẽ. Họ là những nhà lãnh đạo bẩm sinh, tuổi Tân Sửu cũng được cho là những người rất hợp với vị trí lãnh đạo. Nhiều người cho rằng, tuổi Tân Sửu vốn vất vả vì mang bản mệnh linh vật con trâu, nhưng điều này là vô căn cứ. Người tuổi Tân Sửu sở hữu rất nhiều tính cách tốt, ưu điểm của họ cho thấy sự tốt bụng, giúp họ được mọi người xung quanh yêu mến. Người này giàu lòng trắc ẩn, tình thương và sự đồng cảm của họ đến từ tấm lòng bao dung của mình, chứ không phải từ nỗi sợ hãi, sức mạnh hay địa vị của người khác. Họ thậm chí còn thông cảm với những người yếu thế và kém may mắn hơn mình. Tuổi Tân Sửu lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác và ngược lại. Người tuổi Tân Sửu cũng thường xuyên gặp được những người tốt, sẵn sàng giúp đỡ mình. Ngoài ra, họ luôn có sự chân thành và đối xử tử tế với người khác. Họ khiêm tốn và không bao giờ tự cao, tự đại. Họ luôn biết ơn những điều họ nhận được trong cuộc đời này. Thật ra, người tuổi Tân Sửu mang tiếng vất vả hơn các con giáp khác, cũng một phần vì bản tính hiền lành, nhút nhát và sự cứng đầu của bản thân. Tân Sửu là con người thẳng thắn, thành thật và luôn dùng lý trí khi giải quyết công việc. Họ rất trung thành và đáng tin cậy. Một khi đã hứa thì sẽ làm tới cùng. Họ ghét những con người không thành thật, giả tạo, thậm chí luôn tìm cách tránh xa, không tiếp xúc với những con người này. Tân Sửu đại diện cho sức mạnh, về cả thể chất lẫn tinh thần. Họ có khả năng làm việc với năng suất cao, gấp nhiều lần người khác mà không hề thấy mệt mỏi. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, thì ý chí kiên cường của họ sẽ không bị mài mòn, mà ngày càng trở nên mạnh mẽ, kiên quyết hơn, giữ vững lập trường của mình trong mọi hoàn cảnh. Chính vì điều đó, Tân Sửu dễ dàng chạm mốc thành công. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, sự quyết định đó khiến Tân Sửu trở thành người bảo thủ, cố chấp trong mắt mọi người. Họ ít làm theo lời khuyên từ ai đó, kể cả là những người thân. Họ tin sự lựa chọn, những suy nghĩ, tính toán của bản thân mình. Người tuổi Tân Sửu yêu truyền thống và tôn trọng khuôn khổ. Họ không thích vượt ra khỏi các ranh giới mang tính luật lệ. Điều này cho thấy họ là người nghiêm túc, đáng tin cậy, nhưng cũng là điểm yếu cản trở họ phát huy sáng tạo. Nếu một người không nhạy bén cập nhật xu hướng mới thì sẽ rất khó thích ứng được với những thay đổi mới của thời đại. Cũng chính vì ôm ấp vòng tròn an toàn quá lâu mà người tuổi Tân Sửu sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển. Thế nên, tuổi trẻ của tuổi Tân Sửu sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả là vì vậy. Nhưng nếu tuổi Tân Sửu nới lỏng được nguyên tắc,
chậm mà chắc, làm đến đâu chắc ăn đến đó, thì họ sẽ sớm tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Khi thời vận đến, năng lực trong tay, thì người tuổi Tân Sửu hoàn toàn có thể đổi đời, gặt hái được nhiều thành công, tiền tài rộng mở. Trong công việc, Tân Sửu làm việc một cách trình tự, khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất, với con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, tư duy logic, chặt chẽ, họ có tài trong kinh doanh, sẽ trở thành những ông chủ, bà chủ lớn. Ngay từ khi còn rất trẻ, trong cuộc sống, họ nghiêm khắc với những luật lệ của mình và yêu cầu mọi người phải chấp hành, thực hiện theo. Đôi lúc khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu, bị kiểm soát, tuy nhiên lại khó có thể thay đổi được thói quen của mình. Họ sẽ không phù hợp với những công việc ngoại giao, thuyết phục người khác để đạt được ước mơ, hoài bão, chinh phục được thành công. Thì Tân Sửu vẫn luôn kiên trì, cố gắng và quyết tâm đến cùng, chừng nào chưa đạt được mục tiêu thì sẽ không bỏ cuộc. Họ luôn có ý thức tự lập trong cuộc sống, không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Dù cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, họ sẽ không dễ dàng chán nản, bỏ cuộc, mà sẽ bền bỉ từng bước một thực hiện kế hoạch của mình, không vội vàng, hấp tấp. Họ giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ của mình, dù trong những lúc nóng giận. Đó là lý do vì sao mọi người luôn trông thấy vẻ bề ngoài điềm tĩnh, vui vẻ của họ. Tuy thông minh, trí tuệ, sắc sảo hơn người, nhưng họ không bao giờ kiêu ngạo, ngược lại rất khiêm tốn với mọi người xung quanh. Dù có đối mặt với nguy hiểm, khó khăn, thử thách thì vẫn ung dung, hiên ngang, toát lên phẩm chất của một người anh hùng. Nam mệnh tuổi Tân Sửu là người hết lòng phấn đấu sự nghiệp để dành cho gia đình những điều tốt đẹp nhất. Tân Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, họ có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, họ luôn có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác. Vì vậy, khi đã đặt ra mục tiêu thì sẽ kiên trì tới cùng. Đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Nam mệnh tuổi Tân Sửu cuộc đời gặp được nhiều may mắn, đường công danh phát triển mạnh mẽ, có thể vào trung vận có nhiều kết quả về danh phận, đời sống có thể lên đến tuyệt đỉnh của cuộc đời. Tóm lại, tuổi Tân Sửu có nhiều ý hay, ý đẹp về cuộc sống cũng như về danh vọng và sự nghiệp, thì tuổi Tân Sửu phát triển mạnh về công danh, trung vận và hậu vận được sống sung sướng. Nữ mệnh tuổi Tân Sửu là mẫu mẹ hiền, vợ đảm, biết chăm lo, thu vén gia đình, cũng rất coi trọng việc giáo dục, dạy dỗ con trẻ. Xem tử vi thấy rằng, nữ mệnh Tân Sửu gặp nhiều may mắn trong chuyện tình duyên, ở vào tiền vận, cuộc sống có nhiều vất vả, khó khăn. Sang đến trung vận thì sẽ dễ dàng hơn, gia đạo, sự nghiệp phải trải qua không ít lần đổ vỡ mới được vẹn toàn, nhưng đến hậu vận thì sẽ được sung sướng, thảnh thơi. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Vận trình tử vi trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 của Tân Sửu được dự báo là đầy khó khăn và áp lực. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để biến áp lực thành kim cương, tạo nền móng vững chắc cho sự nghiệp, đồng thời mở ra hướng tài lộc phồn thịnh hơn. Vấn đề Tân Sửu cần tập trung giải quyết trong thời điểm này là khả năng cân bằng cảm xúc và duy trì tinh thần ổn định. Tử vi tuổi Tân Sửu trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 cũng dự báo sẽ có sự thay đổi và định hướng mới trong công việc. Nơi làm việc và môi trường sống có thể thay đổi, tuy nhiên tình cảm gia đình không được thuận lợi. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện chính cuộc sống của tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Đối với cô bác làm việc tự do, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024, bản mệnh sẽ có những kế hoạch và hướng đi mới. Tuổi Tân Sửu cần tìm cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư để đạt được thành công. Đối với người làm trong nhà nước,
thì trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 nên tránh thay đổi công việc và không nên mưu cầu danh vọng. Đối với người kinh doanh buôn bán, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 sẽ có cơ hội mở rộng đường kinh doanh và có may mắn trong buôn bán. Tuy nhiên, cũng cần cẩn trọng và không mở rộng quá nhanh để tránh gặp khó khăn. Người tuổi Tân Sửu nên tìm lĩnh vực kinh doanh phù hợp, nghiên cứu kỹ về các mặt hạng và khu vực kinh doanh. Đối với người bắt đầu công việc mới, Tân Sửu có thể gặp một số khó khăn và không đạt được thành công như kỳ vọng. Thời điểm trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 này, Tân Sửu nên tập trung đầu tư vào các dự án nhỏ, không nên đầu tư quá lớn để tránh gặp khó khăn cũng như có thể hợp tác đầu tư với người khác. Trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024, Tân Sửu sẽ tỏa sáng bằng tinh thần trách nhiệm và khả năng lãnh đạo xuất sắc, thu hút sự chú ý từ đồng nghiệp và cấp trên. Trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024, Tân Sửu cần ưu tiên quan tâm tới mối quan hệ với người khác, tinh thần đồng đội sẽ hỗ trợ bản mệnh đạt được thành công trong sự nghiệp. Ngoài những thuận lợi, Tân Sửu vẫn có nhiều khó khăn chờ đợi, cơ hội thăng tiến không nhiều và sự cố chấp cũng như tư tưởng cũ kỹ có thể khiến Tân Sửu khó thích nghi với sự thay đổi. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Sửu sinh 1961, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Theo các bậc thầy tử vi, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024, Tân Sửu sẽ phải đối diện với ảnh hưởng của phá thái tuế và sự hiện hữu của hung tinh, mang đến những thách thức về tài lộc và tiền bạc, có nguy cơ mất mát tài chính đột ngột. Đối với nữ mệnh tuổi Tân Sửu, bản mệnh vẫn có nhiều điểm sáng về tài chính, nhờ có sự che chở của thái âm, những người tuổi Tân Sửu làm công việc ổn định, có khả năng kiếm thêm từ công việc bán thời gian hoặc bắt đầu những cơ hội mới, thành công trong công việc có thể mang lại thu nhập ổn định và tiềm năng tăng trưởng tài chính. Tuy nhiên, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 này, Tân Sửu nên ưu tiên phát triển cá nhân và cải thiện năng lực chuyên môn. Tử vi tuổi Tân Sửu trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 cho biết, bản mệnh cần đánh giá kỹ lưỡng các rủi ro, tránh mạo hiểm và đầu tư quá mức. Tân Sửu không cần quá lo lắng, những thử thách, khó khăn sẽ trở nên dễ chịu hơn khi được sao lành phúc đức chiếu mệnh. Xem tử vi trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 cho thấy, Tân Sửu cần quan tâm đến sức khỏe, đặc biệt chú ý tới các vấn đề về xương khớp và huyết áp. Luận vận hạn của tuổi Tân Sửu trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 cho hay, cô bác cần cẩn thận khi lái xe và chú ý để đau ốm được điều trị và phục hồi nhanh chóng. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Tân Sửu sinh 1961, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Xem tử vi trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 cho thấy, người tuổi Tân Sửu có thể có tin vui. Tuy nhiên, tình cảm giữa vợ chồng không được tốt, có thể xảy ra xung đột, gia đạo gặp những chuyện buồn phiền. Tân Sửu cần hạn chế các mối quan hệ bên ngoài và kiên nhẫn để tạo sự hòa hợp trong gia đình. Trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024, tuổi Tân Sửu về mặt tình duyên sẽ trải qua những thăng trầm đầy đủ, cả sự may mắn và khó khăn. Quý khán giả thân mến, sau đây là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch cho người tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Đầu tiên là tử vi tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Tân Sửu sinh 1961. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong tháng 11 âm lịch. Xem tử vi tháng 11 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy rằng, người tuổi Tân Sửu có thể chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận những điều tích cực trong sự nghiệp xuất hiện vào tháng này. Dưới tác động của nhị hợp, bản mệnh có thể được phân công cho những công việc khá quan trọng, dù phải hơi vất vả một chút, song đó cũng là cơ hội để bạn khẳng định vị thế. Hãy luôn có cách lập kế hoạch và sắp xếp công việc một cách khoa học. Như vậy, bạn sẽ không rơi vào cảnh bối rối, không biết xử lý việc nào trước, việc nào sau. Hơn nữa, làm việc có kế hoạch cũng sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên, bởi đây là một kỹ năng rất quan trọng đối với bất kỳ ai. Các mối quan hệ xã giao thuận lợi cũng đem lại tác động tích cực, giúp công việc của bản mệnh thêm tiến triển trôi chảy hơn. Dù gặp phải đôi chút khó khăn,
bạn cũng không cần phải lo lắng, bởi xung quanh bạn luôn có những người sẵn sàng giúp đỡ. Có điều, Nguyệt lệnh Lâm Suy cũng đem tới ít nhiều tác động tinh thần cho bạn. Con giáp này thường xuyên rơi vào cảnh lo lắng, áp lực, sợ rằng mình không thể hoàn thành được tốt nhiệm vụ được phân công. Theo tử vi tháng 11 âm lịch của tuổi Tân Sửu cho thấy, những lúc như vậy, bạn chớ nên ôm đồm mọi chuyện ở trong lòng. Hãy tâm sự với người thân, gia đình hoặc những người đi trước giàu kinh nghiệm. Như vậy, bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy hướng giải quyết cho mình. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Sửu sinh 1961, trong tháng 11 âm lịch, tài lộc của người tuổi Tân Sửu cũng có những dấu hiệu phát triển đáng mừng trong khoảng thời gian này. Nhị hợp đem tới cho bản mệnh những đối tác và khách hàng triển vọng. Nhờ đó mà mọi việc tiến triển thuận lợi, thậm chí là vượt quá kỳ vọng. Bạn hãy tự tin phát huy thế mạnh của mình, nhiều khả năng sẽ được thị trường đón nhận rất tích cực. Đừng quá lo lắng vì những điều chưa xảy ra, bởi khó khăn, thử thách xuất hiện cũng là lúc để bạn phát hiện điểm mạnh của mình hoặc tìm ra hướng đi mới phù hợp hơn. Đối với người làm công ăn lương, bạn nhận được các khoản thưởng nóng do hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Nhờ khoản tiền này, bạn có thể chi tiêu khá thoải mái mà không phải lo đến việc cháy túi. Nếu muốn tiếp tục cải thiện mức sống, bạn có thể sắp xếp thời gian cho các công việc làm thêm. Hãy tìm hiểu kỹ các thông tin trước khi bắt tay vào làm để có thể kiếm được công việc phù hợp, được trả công xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Nếu có dự định bắt tay vào những lĩnh vực không quen thuộc, bạn có thể hỏi thêm ý kiến của người đi trước giàu kinh nghiệm nhằm dễ dàng xác định hướng đi. Đồng thời tránh được những rắc rối không đáng có, tìm ra được phương hướng đúng đắn, bạn có thể thu về lợi nhuận bước đầu. Khẩu quyết: công việc thuận lợi, bạn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Quý nhân của bản mệnh là tuổi Tỵ và tuổi Dậu. Tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn là vàng và cà phê. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Sửu sinh 1961, trong tháng 11 âm lịch, người tuổi Tân Sửu cần chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của mình trong tháng 11 âm lịch này, bởi dưới ảnh hưởng của cục diện Nguyệt lệnh Lâm Suy, bản mệnh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, áp lực. Bởi công việc quá nhiều và bởi kỳ vọng quá lớn trong quá trình làm việc, hãy cho phép bản thân được nghỉ ngơi đôi chút để giảm cường độ công việc. Nếu gặp khó khăn, bạn cũng hãy trao đổi hoặc là xin sự giúp đỡ của mọi người xung quanh khi tinh thần căng thẳng. Bản mệnh nên ra ngoài hít thở bầu không khí, tâm sự với người thân để được gỡ rối, chớ ôm mọi chuyện trong lòng. Tiếp theo là tử vi tháng 12 âm lịch 2024 của tuổi Tân Sửu sinh 1961. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong tháng 12 âm lịch. Xem tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Tân Sửu, hay còn gọi là tháng cũ mật, người tuổi này được dự báo là phải đối mặt với nhiều biến động trong chuyện công việc. Vận trình tháng mới có thăng có trầm, đòi hỏi bạn phải thận trọng và nỗ lực nhiều hơn thì mới mong tìm được hướng đột phá cho mình. Tuy có nguyệt lệnh lâm quan đới, nhưng mức độ ảnh hưởng chưa cao, nên con giáp này phải tự thân vận động, bỏ ra nhiều sự cố gắng hơn chứ không thể dựa dẫm vào vận may. Thời điểm cận kề đón Tết, bạn tốt nhất nên hoàn thiện mục tiêu đã đề ra, làm tốt nhiệm vụ được giao, thay vì chạy theo quá nhiều lĩnh vực cùng lúc. Vì là tháng cuối năm nên cảm giác tất bật sẽ hiện rõ, hiệu suất công việc có tốt hay không thì còn tùy thuộc vào sự tập trung vào nỗ lực của bạn tới đâu. Đừng vì ham công tiếc việc mà ôm đồm nhiều thứ, tháng này nên hạn chế xử lý những việc lớn. Đặc biệt, tháng này tuổi Tân Sửu chịu tác động bất lợi của hung tinh Thái Tuế, thêm cả thiên quan nhập mệnh, xuất hiện điềm báo có thể bị ganh đua, ghen ghét, đặt điều thị phi từ tiểu nhân hoặc đối thủ. Do đó, bạn càng nên thận trọng hơn để mọi việc được hoàn thành một cách ổn thỏa, yên tâm đón Tết. Bạn có thể sẽ phải làm thêm giờ hoặc là mang việc về nhà để giải quyết. Dù có gặp khó khăn cũng đừng vội vã từ bỏ, bởi công sức mà bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Nếu có thể kiên trì thì tới cuối tháng, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng và nhận được những lời khen từ cấp trên. Có thể bạn còn có được một phần thưởng hậu hĩnh nữa đấy. Tuy nhiên, hãy thận trọng trước lời nói và biết kiểm soát cảm xúc của mình, không nên tự cao quá mức để tránh những rắc rối không đáng có. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Sửu sinh 1961, trong tháng 12 âm lịch, tử vi tháng 12 âm lịch của con giáp Tân Sửu cho thấy, tuy công việc vẫn còn nhiều mối lo toan, sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới thu nhập của bạn. Bạn cũng có thể cảm thấy vận may không ở bên mình,
nhưng yên tâm là về mặt tài chính thì vẫn ổn đủ để chi tiêu cho bản thân và gia đình. Trong tháng cuối năm với đủ chuyện để phải lo như thế này, tháng này, dù tuổi Tân Sửu không có tài tinh chiếu mệnh, nhưng tình hình tài chính không quá ảm đạm. Cũng bởi vì bạn luôn có những khoản tích lũy dự phòng, nên kể cả không có khoản thu nào đáng kể vào trong tháng này, thì mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Tới cuối tháng, người làm công ăn lương có thể sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi các khoản lương thưởng tới bắt đầu đổ về túi. Tình hình khó khăn sẽ được giải quyết, phần nào bạn cũng có thêm khoản tiết kiệm cho các khoản kế hoạch sau Tết. Đối với người kinh doanh, tình hình buôn bán tất bật trong cả tháng chạp đòi hỏi bạn phải có sự thích nghi nhanh chóng, luôn quan sát biến động thị trường để kịp thời đưa ra phương án điều chỉnh phù hợp. Có như vậy lợi nhuận mới đổ về túi. Song tuổi Tân Sửu cũng đừng vội đưa ra những quyết định đầu tư vội vàng, dù lúc này nóng lòng muốn gia tăng tài sản, thu nhập thì vẫn phải đợi tới thời điểm thích hợp hơn. Bạn nên học cách đánh giá tình hình cẩn thận và khôn ngoan hơn. Do là tháng cận kề Tết Nguyên Đán nên nhu cầu sắm sửa tăng cao, bạn tốt nhất nên kiểm soát việc chi tiêu của mình. Tết nhất có nhiều thứ phải sắm sửa, nhưng đừng quên kinh tế của bạn vẫn cần phải cố gắng nhiều, nên chưa thể phung phí ở thời điểm này. Làm ăn hùng hạp nên tìm hiểu kỹ kẻo bị lừa gạt ở thời điểm cuối năm. Khẩu quyết: bản mệnh phải thận trọng và nỗ lực nhiều hơn mới mong có đột phá. Quý nhân là tuổi Tỵ và tuổi Dậu. Tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn là màu vàng và màu cà phê. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong tháng 12 âm lịch. Trong tháng này, sức khỏe của người tuổi Tân Sửu cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Bước vào tháng Sửu, thổ khí cực dượng khiến thể trạng và tinh thần của bạn trở nên yếu hơn bình thường. Cuộc sống bận rộn khiến bạn dễ bỏ bê việc chăm sóc cơ thể, càng không có thời gian để rèn luyện thể dục, thể thao. Tuy nhiên, bận rộn chỉ luôn là cái cớ. Nếu bạn không xây dựng lối sống khoa học thì sẽ chẳng có đủ thể trạng sung mãn để làm điều mình muốn. Bên cạnh đó, bạn cũng nên chú ý tìm cách giải tỏa tinh thần để hạn chế tình trạng quá tải vì đầu óc mãi lo nghĩ công việc và các vấn đề trong cuộc sống. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Về tuổi Tân Sửu sinh 1961 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp, xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Tân Sửu với tuổi Tý. Mặc dù người tuổi Tân Sửu không có nhiều ý tưởng, nhiều sáng kiến, nhưng bù lại họ lại có ưu điểm là khá chăm chỉ. Nếu hợp tác với người tuổi Tý trong lĩnh vực kinh doanh thì thật khá tốt, sẽ gặt hái được nhiều thành công lớn. Tuổi Tân Sửu với tuổi Sửu. Hai người cùng tuổi Sửu sẽ kết hợp khá ăn ý với nhau trong kinh doanh, nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng. Tuy nhiên, đôi khi sự võ đoán của một người sẽ khiến người kia gặp rắc rối. Bên cạnh đó, người tuổi Tân Sửu thỉnh thoảng rất kỹ tính và hay bình luận người khác. Nhưng nếu ngay từ lần đầu mối quan hệ của hai người suôn sẻ thì sẽ mở đường cho những thành công sau liên tiếp. Tuổi Tân Sửu với tuổi Dần. Nếu là đối tác kinh doanh, họ có thể kết hợp và tận dụng được những thế mạnh bên kia có. Nếu cả hai cùng cầu thị, người tuổi Dần có thể học được rất nhiều điều bổ ích từ tuổi Tân Sửu sâu sắc và chăm chỉ. Bên cạnh đó, tuổi Tân Sửu có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong công việc vì luôn có tuổi Dần thông minh, táo bạo và thường đưa ra những ý tưởng mới. Tuổi Tân Sửu sẽ dạy tuổi Dần cách bình tĩnh và tập trung. Ngược lại, tuổi Dần chỉ cho tuổi Tân Sửu cách đưa ra ý tưởng và mở rộng kiến thức. Tuổi Tân Sửu với tuổi Mão. Khi là đối tác làm ăn, tuổi Mão thường làm việc theo sự chỉ dẫn của tuổi Tân Sửu. Bởi người tuổi Tân Sửu rất chăm chỉ và đặc biệt, tuổi Mão rất khâm phục tuổi Tân Sửu bởi sự tốt tính và ứng xử điềm đạm. Trong khi một số tuổi khác chơi với tuổi Mão vì tuổi Mão khá bị động và dễ sai khiến, thì tuổi Tân Sửu tìm đến tuổi Mão với lý do hoàn toàn khác. Đó là sự chân thành. Vì vậy, tuổi Mão rất khâm phục và mến mộ tuổi Tân Sửu. Với sự hài hòa của hai nhân cách này, sự kết hợp của họ sẽ rất hệ thống và chắc chắn. Tuổi Tân Sửu với tuổi Thìn. Trong mối quan hệ làm ăn, hai con giáp này góp phần tạo nên một tập thể khá vững chắc. Tuổi Thìn khá nhạy bén trong chuyện kiếm tiền nhưng không vì vậy mà coi tiền hơn tất cả. Tuổi Tân Sửu tâm phục,
khẩu phục tuổi Thìn về đặc điểm trên và thành tâm hết sức để cùng tuổi Thìn xây dựng tập thể chung. Tuổi Tân Sửu với tuổi Tỵ. Nếu là đối tác kinh doanh, tuổi Tân Sửu và tuổi Tỵ khá hợp. Cả phương pháp tiếp cận vấn đề hết sức thực tế và thận trọng của tuổi Tân Sửu sẽ bổ sung cho tuổi Tỵ ở chỗ. Tuổi Tỵ thường nhanh chóng và khá trực giác khi đưa ra quyết định. Tuổi Tỵ khá thông thái và linh hoạt trong chuyện kiếm tiền. Bên cạnh đó, tuổi Tỵ còn khéo giao tiếp và khá nổi bật trong công việc. Điều này chính là niềm mong đợi của tuổi Tân Sửu, vì tuổi này thường hợp với vị trí hậu phương hơn. Tuổi Tân Sửu với tuổi Ngọ. Khi là đối tác kinh doanh, hai hành tinh này thành công hay thất bại phụ thuộc chủ yếu vào con đường mà tuổi Ngọ chọn, bởi tuổi Ngọ luôn thay đổi và có nhiều hướng đi. Tuy vậy, tuổi Ngọ khá chăm chỉ, điều này khiến tuổi Tân Sửu đánh giá rất cao. Họ sẽ kết hợp rất ăn ý khi tuổi Sửu ủng hộ và đi cùng đường với tuổi Ngọ. Tuổi Tân Sửu với tuổi Mùi. Khi là đối tác làm ăn, hai tuổi này cần cố hiểu nhau thì mọi chuyện sẽ mới êm ấm. Khi mỗi người coi những điểm mạnh của người kia là tài sản quý giá, thì họ sẽ tạo thành một tập thể khá vững chắc. Nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn làm, bởi vậy đòi hỏi cả hai tuổi này phải cùng cố gắng và kết hợp hài hòa. Tuổi Tân Sửu với tuổi Thân. Nếu là đối tác làm ăn, hai hành tinh này rất khó giao tiếp với nhau, bởi đơn giản họ có mục tiêu khác nhau. Tuổi Tân Sửu muốn làm việc tập trung chăm chỉ và làm đúng ngay từ lần đầu. Trong khi đó, tuổi Thân chỉ tập trung vào công việc khi biết chắc kết quả là tuyệt vời thôi. Ngược lại, tuổi Thân sẽ thấy chán ngán bởi tính thực tế, bảo thủ của tuổi Tân Sửu và hơn thế nữa, còn coi tuổi Tân Sửu là kẻ phá đám. Tuổi Tân Sửu với tuổi Dậu. Tuổi Tân Sửu và tuổi Dậu đều khá thận trọng trong cách tiếp cận cuộc sống. Hai hành tinh này đều chọn cách giải quyết thực tế và ít khi thích mạo hiểm. Những đặc điểm của hai con giáp này sẽ giúp họ kết hợp rất ăn ý trong công việc. Bởi vậy, nếu là đối tác kinh doanh, tuổi Tân Sửu và tuổi Dậu sẽ tạo thành một tập thể khá vững mạnh. Khi đó, tuổi Tân Sửu sẽ là xương sống của tổ chức, còn tuổi Dậu sẽ là người thúc đẩy cho sự nghiệp của hai người phát triển theo hướng tích cực. Tuổi Tân Sửu với tuổi Tuất. Khi là đối tác kinh doanh, họ sẽ rất phát đạt. Hai hành tinh này đều có giác quan, kinh doanh khá nhạy bén. Tuổi Tân Sửu tin tuổi Tuất và ngược lại, tuổi Tuất chẳng bao giờ phải lăng tăng về tuổi Tân Sửu. Tuổi Tân Sửu vừa chăm chỉ, vừa cẩn thận ngay từ bước đầu, còn tuổi Tuất có biệt tài đọc được tâm lý của người khác, nên họ tạo thành một mối quan hệ khá bền vững. Tuổi Tân Sửu với tuổi Hợi. Nếu là đối tác làm ăn, họ sẽ kết hợp khá thành công. Tuổi Hợi làm việc rất chăm chỉ vì lý tưởng của mình. Đây là điều mà tuổi Tân Sửu đánh giá rất cao. Người tuổi Hợi vốn khá cầu toàn nhưng cũng đánh giá rất cao khả năng của tuổi Tân Sửu. Tuổi Hợi thường có xu hướng nhìn vào điểm tốt của những người khác và thấy được rằng tuổi Tân Sửu rất trung thực, đáng tin cậy và có năng lực. Bởi vậy, tuổi Hợi rất hài lòng. Tuổi Tân Sửu không bao giờ lợi dụng những gì tuổi Hợi có, nhất là tính cách dễ bị mắc lừa của tuổi Hợi như các con giáp khác có thể làm. Mâu thuẫn chỉ xảy ra khi cả hai hành tinh này đều bướng bỉnh, không ai chịu nhường ai. Tuổi Hợi thích làm theo cách của mình, còn tuổi Tân Sửu rất khó thay đổi ý định khi đã có niềm tin. Quý khán giả thân mến, trong suốt cuộc đời, tất cả chúng ta đều đã phạm nhiều nghiệp chướng, chẳng hạn như nói xấu người khác, chửi bới người khác, thậm chí phá thai, tà dâm và các nghiệp xấu khác. Những nghiệp xấu này có thể dễ dàng dẫn đến những hậu quả không hề tốt chút nào, gây ra khó khăn trong cuộc sống. Mọi chuyện không như ý xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, phần lớn là do nghiệp quá nhiều đang cản trở bạn. Một số người sinh ra với nghiệp bẩm sinh và phải chịu mọi điều không như ý, yếu đuối và bệnh tật, có những mối quan hệ rắc rối và hôn nhân không hạnh phúc, nghèo khó và không thể kiếm được nhiều tiền. Trong suốt cuộc đời, mang nghiệp chướng nhiều đời không có gì đáng sợ. Đáng sợ là dù có gánh nặng vẫn tạo nghiệp. Nếu bạn có thể làm nhiều việc thiện hơn và phát triển bồ đề tâm trong đời này, thì những việc xấu có thể được chuyển hóa thành kết quả tốt ở đời này, để bạn và cả gia đình sẽ nhận được phước lành, của cải dồi dào, tràn đầy phúc lành và không có bệnh tật hay tai họa. Gần đây, mọi việc không suôn sẻ, Đức Phật chỉ cho bạn ba cách này, chắc chắn sẽ cải giận. 1. Đọc kinh niệm chú để dưỡng tâm. Muốn học Phật phải áp dụng lời Phật dạy vào đời sống và dùng sự gia trì của chư Phật, chư Bồ Tát để giải quyết những chấp trước tình cảm. Đức Phật và Bồ Tát dạy kiên trì tụng kinh niệm Phật mỗi ngày, hay thậm chí chép tụng chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, là một cách giải quyết khó khăn,
theo Đức Phật cực hay. Nói tóm lại, bằng cách trau dồi và cải thiện tâm trí trong sáng, chúng ta có thể phòng vệ tốt hơn trước ảnh hưởng của những người xung quanh lên cảm xúc của mình. Đức Phật dạy cảm xúc và chấp trước cũng là giả và không có thật. Nếu lấy hàng giả làm hàng thật thì bạn sẽ bị lỗ nặng. Chúng ta thấy nhiều người tu hành Phật giáo rất vất vả, nhưng khi gặp tâm thái thì bản chất thực sự của họ lộ ra vẫn không thể buông bỏ được. Chấp trước chư Phật Bồ Tát cũng thở dài trước những biểu hiện của chấp trước và chấp trước đối với chúng sinh. Vì vậy, trong việc học Phật và tu tập Phật giáo, việc loại bỏ chấp trước tình cảm là điều ưu tiên hàng đầu. Có điều gì mà bạn không thể buông bỏ được về mặt cảm xúc? Cầu mong mọi người luôn an lạc với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống, biết buông bỏ và không để tâm đến những điều không hay. A-di-đà Phật. Một là thực hành bố thí. Việc thực hành bố thí là một trong những đức hạnh căn bản nhất để giải trừ khó khăn. Đức Phật đã từng giảng giải về đức hạnh bố thí. Đây là nền tảng đầu tiên mà những người làm công đức nên thực hành trước. Có ba loại bố thí là tài thí, pháp thí và vô úy thí. Trong ba loại bố thí này, Đức Phật đề cao pháp thí và bố thí. Pháp như trong kinh pháp của Phật dạy, pháp thí thắng mọi thứ. Sở dĩ Phật nói pháp thí thắng mọi thứ là vì chính pháp ghi diệu có thể đem lại an lạc cho người nghe, người hành ngay hiện tại và mai sau. Giáo pháp này có thể diệt si mê, một hình tướng của vô minh, có thể giúp chúng sinh thoát phiền não, khổ đau, sinh tử luân hồi. Cho đi không chỉ có thể giải thoát kẻ thù, chủ nợ, mà còn có thể cứu rỗi linh hồn của những vong linh ngoài kia, để giúp bạn tạo phước. Từ đó cuộc sống sẽ suôn sẻ hơn, dù bạn làm việc từ thiện nào cũng sẽ có những ân phước đặc biệt. Khi tâm bạn vui vẻ và thoải mái, bạn sẽ mang lại lợi ích cho bản thân và người khác thông qua việc bố thí. Bạn không chỉ giúp đỡ người khác mà còn được hạnh phúc, xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp và hồi hướng công đức của mình để tiêu trừ nghiệp chướng, và cũng có thể tích lũy vô lượng công đức cho chính bạn. Ba là biết chấp nhận nghịch cảnh. Câu nói vạn vật đều do định mệnh không phải để chúng ta chấp nhận số phận, mà là dạy chúng ta cách nắm bắt đúng vận mệnh của chính mình. Mỗi người đều có nhân quả riêng, chỉ cần chúng ta hành động theo nguyên lý nhân quả, chúng ta có thể kiểm soát được cuộc sống của chính mình trong cuộc đời này. Dù bạn gặp ai thì người ấy cũng chính là người nên xuất hiện trong cuộc đời bạn, và dù có chuyện gì xảy ra thì đó cũng là điều bạn nên trải qua. Vạn vật đều có dòng tuần hoàn, mọi thứ đều có quan hệ nhân quả, mọi thứ đều không thể giải thích được. Hãy làm những gì bạn nên làm, và số phận sẽ không bao giờ phụ lòng những ai làm việc chăm chỉ, và nó sẽ sắp xếp mọi thứ cho bạn. Khi con người cảm thấy bất lực trước cuộc đời mình thì cho rằng trời đang nắm giữ. Thực tế không phải vậy, mọi kết quả đều do chính chúng ta tạo ra. Vận mệnh của chúng ta luôn nằm trong tay chúng ta. Điều chúng ta vẫn cần biết là luật nhân quả, hiểu được cách gieo nhân để đạt được điều mình mong muốn. Cái gọi là việc tốt, quả báo tốt, đây là sự thật. Số phận của một người không được quyết định bởi ý kiến của người khác, mà bởi suy nghĩ thân thể, lời nói và hành vi của chính người đó. Đừng để bị phiền muộn và lo lắng dây quanh bản thân, mà hãy cố gắng làm những việc tốt cho bản thân và quản lý cuộc sống của mình cho tốt. Thành thật với người thân và bạn bè, làm tròn trách nhiệm của mình trong cuộc sống. Chúng ta cũng cần biết rút lui để tiến bộ, đây cũng là một trí tuệ lớn trong cuộc sống. Rút lui không có nghĩa là bao dung hay hèn nhát, mà là sự kiên cường và sức mạnh thực sự. Rút lui chỉ là vẻ bề ngoài, và sẵn sàng ra đi mới là bản chất ở trần gian. Cũng giống như chốn tu thiền, chỉ có lùi một bước mới có thể tiến xa hơn, chỉ có khiêm nhường suy ngẫm mới có thể leo lên cao hơn. Trên đời, vạn vật hội tụ rồi chia ly đều do số phận, không cần phải vật lộn với buồn tủi, oán hận, hãy mỉm cười đối mặt và đừng phàn nàn. Quý khán giả thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Tân Sửu sinh 1961, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.